não quay trèo não ra luôn ơi. Em mời các con cái cháu ra lại ra ngoài sân. Ấy lúc này để xin các đạo quan kiếm tiêu tiêu trông chọn nghiệp để ra tay nước tay quan đỏ. Thanh 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 một đà bên một thuyền, một ní một chèo một nái em chở người hữu duyên duyên. Em ra ơi ra thanh 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 một đà bên một ní thuyền thuyền. Mùa chèo một nái ai em chờ người hữu duyên ơi à ơi à ơi à ơi à. Ê quan chị đỏ không à, chị có buồn không đi đỏ thôi bà các anh các chị quay đi. Bỏ đi cặp bà bếp đón bọc chờ đò nhà Phật đi. Ê nấy công đà tiền nấy công đà tiền con cháu nhà cho đi. Thôi bán huyền qua quán trường vào ấy gặp mở gánh nhỏ qua thấp mi đầu cao. Ơi à ơi à ơi à ơi à ơi à. Các đạo quan ơi gì thế ơi? Thì em từ trong nhà vác mái chèo ra đây có phải xin tên xin tuổi gì không? Ở thế lão không xin tên thì ai biết lão là ai? Em đây thì vẫn được bà con trong xóm ngoài làng. Ở ngoài làng thì sao ở lão? Gọi em là ông chở đò. Ờ đúng rồi ông chở đò. Ê ngày ngày em cứ xa xóm xa mà. Ờ để lão đi đâu vậy? Em ai đi làm bạn đi dọc dọc sông rồi bên nước. Ờ đi chở đò. Hôm nay trên đò với em là ông Lê Xuân Ngà. À, hưởng thọ 69 tuổi. Em làm nhảm mãi chẳng tiện. Nhờ Tiểu Phương là bê em cái đò ra đây. Tiểu lên chùa rồi. Thôi nhờ Tiểu Phương trong đoàn nhạc yếu đánh đò ra đây. Đấy, để vào giữa này. Đấy, bê mâm đây. Hương đăng trả quả thực lão muối, để em khấn đò luôn nhá, ông khuya rồi. Đúng rồi, lão khấn cửa đò đi. Thì các con các cháu của ông quỳ xuống.
Nào thế cả nhà theo em nhá. Vọng tí. Ây à, con Nam Mô Di Đà Phật. Con lại Nam Mô Di Đà Phật. Chứ con lại chuyên phương trời đầy mười phương Phật. Chứ Phật mười phương cái lễ nguồn cụ là lên sinh ngà. Hưởng thọ 69 tuổi cụ đã đủ số quy tiên trở về với tiên tổ. Thế mời ông bước phương bản thuyền để nó nói chờ chờ A Di Đà Phật. Tốt lễ thì thể vàn. Thế em phấn đỏ xong rồi. Thế bây giờ rước ảnh của ông đây. Rước ảnh đây. Mang ảnh đây. Vâng, minh hồn ông. Con cháu của ông là người trần mắt thịt, ăn chưa sạch mà bài chưa thông. Tôi thì thiếu thì ông cho làm đủ, cũ thì ông cho làm mới. Thì cứ bảo sang tay em thì em bảo con bảo cháu cứ đem vào cho ông nhá. Thế lúc này đây là xin mời mà hai chị con gái lên trên này thay đồ cho cha đi. Nên đây. Mỗi chị em ngồi một đầu. Thế ngồi ngồi xuống, ngồi ngồi khoanh chân vào. Nên ngồi bên này đi. Ngồi chéo ra, ngồi sang sườn. Ngồi sát vào. Thì hai tay bám vào dưới hai bên này nhá. Đấy. Bám tay bên này nữa. Thì khi nào hai chị em cứ xoay nhẹ nhàng này thôi nhá. Khi nào đưa cha vào cảnh chùa nào thì gọi cha vào cảnh chùa đó nhớ chưa. Thi thoảng hai chị em bảo nhau thì cho cha chúng cha quả Tây Phương nhá. Nhớ chưa. Nếu con đâu là xin mời toàn thể anh em các cháu chúng ta đứng dậy nhá. Giờ này cha cha về đứa cha về.
cha về tới Ninh Bình nhà cha vào thăm ma cha thăm ma ngày đi đền phải đứng ở Ninh Bình xong rồi cha ăn cành nhỏ chàng ăn ôi cha ơi rồi Hải Dương đưa cha về đưa cha về Côn Sơn cha làm lễ xong cha vào tối tiếp bạn cha vãng thăm mà con đưa cha vào tiếp bạn cha lại vào Côn Sơn tiếp bạn cha đã thăm ôi cha ơi bạn linh nhà cha về đưa cha về cha ơi cha ơi trở về thiên tử đóng chùa đông chùa đông cha đã vào thăm ôi cha ơi vợ cha được xuống lò qua con sông cầu sang quê hương Hà Bắc sang Hà Bắc đến đất của Bắc Linh con đưa cha mồng mà chưa có cha lại vào không mà rồi con anh đỏ đi ơi cha ơi được thằng nghĩ con mà được à thằng mà con mà được à nắng nào khuya bắt mi kẻ cha tôi đất của làng xuân cha ơi đã trở vào chùa Tam Thanh cha đã vào thăm ôi cha ơi giờ dù thanh cha cũng đã vào con đưa đò chở cho cha lại tới cha lại được ở tới nhất động cha dừng chân con đưa cha vào đền chầu bé cha lại vào qua cầu thất phi ôi cha ơi tôi đất của cao băng qua đèo đàng rồi qua đèo đó qua bao đàng có cha nhớ rừng chất chất cha ơi trở vào bác bỏ một lần xong rồi con cháu chờ đợi chú luôn đưa cha về đưa cha về đến đu cha làm mà lễ xong cha về tới đền chào cha vào thăm con đưa cha về sáng tiên thăm đền trình khóc hoa rồi con cháu đánh đỏ đi ôi cha ơi đọc bằng má cha về đưa cha vào chùa làm một chuyến đưa cha về tới quanh đất chùa Đức Nguyên cha ơi trở vào phủ Yên cha thăm mà thăm nó rồi đồng mộ cha vào thăm mà ôi cha ơi cháu con hãy đưa đò chùa cái đàn cha trở về xong rồi cha vãng chùa chung ôi cha ơi cháu con hãy đưa đò lấy đưa đò cha sang thăm chùa thượng xa
xong cha lại tới đất của Bá Tiên, con đưa cha vào chùa Bá Tiên cha lại là chùa Bá Tiên cha đã được ghé thăm. Ôi cha ơi, con đưa cha về, đưa cha về bỏ trẻ cho thương sống đi để cha. Mà đò đã đến bên người ông Công ông Văn ơi, ông về đây chúc chúng đi nay xin ra nhà về hỡi khách bên đông tam bà nhà nay đò từ đằng thung ban chạm tay mưa vàng vẫn cứ đổi từ con lối đôi đừng coi trả không được trả đò chơi đôi còn về vẫn theo đôi đánh đò đi vào ta ta nhất nhất tâm mà tam bái lễ tất tất nhì là thế bác con trai này bức ảnh của cha này tất cả đi hết một là lòng người phụng thờ người cha cho tròn là chữ hiếu người là con ngoan hết một lòng mà phụng thờ người cha cho tròn là chữ hiếu người là con ngoan nam mà con đây mới là con hoan đi đẹp mặt trời vâng là đây xin được kính thưa gia đình tăng chủ chuyến đò nhà Phật xin được khép lại tại đây vâng 100 đồng tiền công thì cũng không bằng 1 đồng tiền thưởng anh em trong đoàn nhạc hiếu xin trân trọng cảm ơn vâng là giờ xin mời gia đình đang nghỉ rồi.